Và hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi trận đấu này, sau đây tôi xin giới thiệu đội hình ra sân của hai đội. Về phía đội bóng 89M1, họ ra sân với sơ đồ gồm có thủ môn số 6 Trương Quang Được, các cầu thủ số 3 Văn Công, số 4 Văn Hải Anh đang có những sự bàn luận. Và hãy cùng xem họ sẽ làm gì. Một đường chuyền dứt điểm, không có gì nguy hiểm. Thủ môn Quang Được đã vẫn còn không được, dứt điểm vào không. Như vậy trọng tài đã cầm sẵn trên tay một chiếc thẻ vàng, đó là bàn thắng dành cho FC. Tấn công rất nguy hiểm và tỷ số là 2-0. Hai bàn thắng đến rất trong vánh. Và chúng ta đang nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Ninh Cua. Ninh Cua chính là cầu thủ đã vắn lực. Văn Hùng dứt điểm, không vào. Rất tốt. Đường chuyền dứt điểm. Tỷ số là 3-0. Ba bàn thắng đã được ghi trên sân Đầm Hồng Hải. Phút thi đấu thứ 17 của trận đấu. Và tỷ số đã là 3-0 rồi. Kể từ thời điểm có bàn thắng thứ hai thì FC Hải Anh không tăng tốc. Nhưng cứ mỗi lần họ thực hiện những đường tấn công thì khung thành của Quang Được lại chao đảo. Văn Lực dứt điểm, rất tốt, nhưng đáng tiếc là bóng lại đi trên cột dọc khung thành trong gang tấc. Và đó cũng là một pha cản phá tương đối xuất sắc của Hưng Chốc. Áp sát rất nhanh từ phía C89-1. Rất hay. Phá bóng mà đã có tới 3-4 cầu thủ của FC. Giữ bóng rất tốt. Vẫn có dứt điểm, tỷ số là 4-0. Cú dứt điểm rất tốt của Hưng Gióng. Lại là Hưng Gióng. 25. Hưng trước đã phải rất vất vả để cản phá tiếng vừa rồi. Tình huống sau đó cũng rất đáng chú ý của Văn Công. Hưng Gióng cũng đã có cho mình bàn thắng. Rất tốt. Không vào. Rất nhiều những đột biến. Cảm giác như cứ mỗi khi FC Hải Anh tăng tốc là họ sẽ khiến cho khung thành của thủ môn Quang Trường rơi vào tình trạng báo động. Rất tốt. Lừa bóng và dứt điểm vào. Tỷ số rút ngắn xuống còn 1-5. Và người ghi bàn đó là cầu thủ mang áo số 08 Bình Bạt. Chuyển vào, cơ hội. Dứt điểm. Tình huống mà Bình Bạt và Ninh Cua đã phối hợp với nhau để mang lại bàn. Vẫn còn. Căng vào, dứt điểm, không vào. Rất tốt. Có bàn thắng chưa? Có lẽ là đã có bàn thắng thứ 6 rồi. Em ơi, zoom nhanh quá em nhá. Bàn thắng thứ 6 dành cho FC Hải Anh. Mạnh mơ. Nhà bóng. Căng ngang vào. Không được. Tiến Dũng đã không thể tạo ra một điểm cắt. Em ơi, cố gắng để biến cơ hội vừa rồi thành bàn thắng. Vẫn còn.
Dứt điểm, không vào. Bóng đi trên dọc trong gang tấc. Rất tốt, cơ hội. Vẫn chưa có bàn thắng. Chưa có bàn thắng thứ 7 dành cho FC Hà Anh. Phạt góc dành cho Hà Anh FC. Hiếu Mỹ Hi sút xa chăng? Hiếu Mỹ Hi! Bàn thắng thứ 7 dành cho FC Hà Anh. Phút thi đấu thứ 47. Bị trời nắng. Rất hay. Khung thành gần như trống rồi nhưng lại không có bàn thắng. Xít chút nữa đó là bàn thắng thứ 8 dành cho FC Hà Anh. Đây là Trung Hiếu. Trung Hiếu rất hay. Đức Thiện chuyền vào. Không được. Trung Hiếu định giật gót nhưng không có ai cả. Mạnh Mơ. Đường chuyền. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi khép lại trận thi đấu giữa FC 89E1 và FC Hà Anh. Kết quả cuối cùng FC Hà Anh giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 7-1.